Kính thưa quý khách, là hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý khách những cái tấm tranh VIP mà giá cực kỳ là COVID, với kích thước là 127, cao là 67 và dày là khung 4 phân, ván thì 2 phân rưỡi, bằng chất liệu là hương đỏ của Nam Phi. Bức trên màn hình quý vị đang xem đây là bức tranh có tên là Phu Thê Viên Mãn, rất là đẹp, được chiêm công cùng đứng trên các cái cây rất là vui mắt, tượng trưng cho đôi vợ chồng hạnh phúc. Tranh này có thể treo ở phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ đều được, rất là đẹp. Và tiếp theo là bức mã đáo thành công. Bức này làm quà biếu, quà tặng cho những ai về tân gia hoặc cửa hàng, hoặc mua chơi treo ở phòng khách trưng bày cũng được. Kích thước vẫn là 67 1m27. Những cái bức tranh này chúng tôi hoàn thiện CPU thì bán với giá là 2,5 triệu bằng ship toàn quốc, một mức giá phải nói là cạnh tranh hết cỡ trên thị trường hiện nay. Chúng tôi là sản xuất trực tiếp từ A đến Z, bán giá rẻ nhất thị trường. Tiếp theo đây là bức bức đồng quê. Bức này thì đục nó tốn công hơn bức quạt mã rất là nhiều, đúng không ạ? Mình có thể thấy màu dít, đúng không ạ? Bức này thì nó phải có giá là 2,7 triệu, bởi vì nó quá nhiều chi tiết, quý vị ạ, quá nhiều chi tiết màu đẹp, lát vàng nữa thì thêm 200 nữa là 2,9 triệu, còn ngựa lát vàng thêm 200 nữa thì là 2,7 triệu. Tấm chim công này cũng vậy, là 2,7 triệu cả lát vàng, 2,5 triệu là sơn bóng hoàn thiện. Và tiếp theo là bức vinh quy bái tổ, đúng không ạ? Quý vị có thể treo ở phòng khách, phòng thờ đều phù hợp, quà biếu quà tặng cũng rất phù hợp, cũng là sơn PU hoàn thiện là 2,5 triệu. Cái này nó cũng màu là bức đồng quê, bức đồng quê kia là màu nhất, tấn công nhất. Thế còn tiếp theo là bức thuận buồm xuôi gió, cũng kích thước là 67 1m27, giá rất là bình dân, đúng không ạ? Vì nhớ liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0975 940 966, thì đây chúng tôi sẽ lấy cái biển, địa chỉ và số điện thoại, đúng không ạ? 0975 940 966, địa chỉ ở Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội. Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội. Và số điện thoại là 0975 940 966. Thương hiệu của chúng tôi là Trình Gỗ Minh Châu. Quý vị nhớ đăng ký kênh và bấm vào nút chuông theo dõi để được thông báo những cái clip chúng tôi mới đăng. Quý vị có thể chọn được những cái sản phẩm mà mình ưng ý nhất. Xin trân trọng cảm ơn.